vào nhà lòng chợ xem em ơi. Có mấy cái mầm hoạt động nè anh em, có hình hoa văn rất là đặc biệt á. Hello anh em nha, chào hết tất cả các anh em quay trở lại kênh của mình nha anh em. Anh em ơi, hôm nay mình có đi ngang cái khu chợ gọi là chợ biên giới Tịnh Biên nè, chợ Tịnh Biên này anh em. Hôm nay mình sẽ đi ghi hình và chia sẻ hình ảnh chợ Tịnh Biên trong ngày cận Tết cho anh em xem nha. Rồi mời tất cả anh em theo dõi clip của mình ha. Bây giờ mình sẽ đưa anh em đi vào chợ để tham quan chợ Tịnh Biên anh em ha. Đây đây là trước cổng chợ Tịnh Biên anh em. Chợ rất là hùng vĩ nha, rất là rộng nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến vào chợ Tịnh Biên anh em. Đi em ơi, vào nhà lòng chợ xem anh em ơi. Giờ này cũng trưa anh em, này khoảng có 11 giờ mấy trưa rồi. Anh em ơi, chợ biên giới. Đây chứ cổng chợ có bán mà cái đồ đồng anh em. Ở đây có bán mấy cái con cắt kè hay gì nè, với côn trùng anh em. Ở đây bán mấy cái đồ đồng đây. Cho quay phim nhà chút xíu nha chị. Cần tài thổ địa anh em ơi. Trên đây là những con hình con tê giác, con lằn anh em. Cái địa điểm bán này là ở ngay cổng chợ vào nhà lòng chợ luôn đó anh em. Đây. Ở đây trong chợ này có bán có lồng mấy con sóc này nè. Bên đây có chừng mấy cái rụ keo rụ gắn hổ mang dữ dằn ha. Cái keo rụ này cái mắc tiền dữ. Cái keo rụ này chắc mắc tiền lắm hả cô ha, mấy triệu một keo. Tôi cũng vô quay nhờ mấy cái tượng này con ha, đẹp quá. Đây anh em ơi, đây là mấy cái tượng vận động, mấy cái hình mấy vị Phật, mấy vị La Hán, Bồ Tát nha. Rất là đẹp ha. Đây anh em, con này trưng bày rất là nhiều vận động. Cửa hàng của chị có mấy cái mâm bằng đồng nè anh em, có hình hoa văn rất là đặc biệt ha, hình con ngựa mâm đồng. Bây giờ mới thấy luôn anh em ơi. Bây giờ mời anh em đi theo mình tiếp vào tiến vào chợ anh em ha, chợ Tịnh Biên. Bán đồ hết đi, đồ nhiều lắm anh em.
Rồi hàng quá rất là nhiều nha. Nhiều vậy. Nước qua. 35.000 hai trái. Là giờ ấy nó lên cũng thêm đó. Này cái chỉ giờ bự kiếm cái gì. Đấy giờ nó bự quá tấm bao nè. Nó đợi theo nó thôi đi cỡ đi hai này. Vào khu này rất là thơm nha anh em. Nước qua phấn. Kem đồ dành cho phụ nữ, quần áo, nó cũng rất là cao anh em, cao ngút ngàn trên, rất là thoáng nha, trong nhà lòng rất là thoáng. Anh em ơi, hết biết đồ anh em ơi. Cửa hàng nó dài nhé. Đây là con đường mình đi từ thẳng từ ngoài cổng chính vào trong nhà lòng chợ luôn nghe anh em. Giờ này trong nhà lòng chợ hay thưa người hết anh em ha. Anh em ơi, về quay quay cái anh đang leo leo đó kìa. Anh bọc một đống, anh leo leo đó. Quay thấy trơn à. Sao đâu á. Hết chuyện rộng anh em ơi. Rất là rộng luôn. Đây là sao cũng chợ hả anh ấy? Cửa sau, cửa bắc. Lấy con cửa sau. Cái sau này là khu ẩm thực anh em ơi. Cái quán ăn. Đây là khu ẩm thực anh em ơi, phía xa chợ ha. Dạ. Giờ này chưa chợ nó hơi vắng xíu anh em ơi. Rồi, cỡ trên nó đập cỡ nhiêu nè. Rồi đó.
mình tiếp tục mình vòng ra ngoài nè anh em ơi, cái khu bán đồ cá mắm rồi nè anh em. Phía trong này là khu ẩm thực ha. Bên đây là cái nhà lồng cặp bên nha anh em. Ui. Đây. Trước mắt chúng ta là mấy cửa hàng gian hàng bán mắm nha anh em. Đủ các loại mắm trên đời luôn. Nhà lồng chuyên bán mắm ha. Khu vực này bán mắm của mình đây. Đây. Mắm cá linh, mắm cá lóc, dưa vàng. Rất thơm nha, mùi bốc lên thơm phức anh em. Đây nè mình. Trên mỗi cái giá để mắm là đều có ghi bảng giá đầy đủ ha. Anh em đến đây là muốn mua lựa loại nào thì tùy thích của mình ha. Muốn ăn loại nào cứ lựa. Nhà chủ cửa hàng ta có ghi giá sẵn rồi nè. Này mắm đem vào ha anh. Túi giờ mắm này là mắm gì trong này nữa? Mắm cá linh ha, cá lóc ha. Đủ các loại hết anh. Dạ chúc em qua chị, chúc em qua em quay tủ cơm của chị, quá trời mắm luôn rồi. Mấy lô này đặc biệt mắm không á? Chợ mắm hả chị? Đây là chợ mắm. Dạ. Chợ mắm không? Dạ. Chị chị này cho biết chia sẻ là chỗ này là chợ mắm nha anh em. Đây. Đây là chợ mắm nè. Rồi khô. Khô khô cái sạch ha. Khô sạch rành con nào con ấy nè. Chợ bá không anh em ơi. Anh em thấy không? Quá trời mắm luôn rồi. Hết biết ngon anh em ơi. Anh em nào mà tín đồ của mắm thì ra chợ Tịnh Biên qua bên nhà lồng cái bên ha, mép tay phải đó anh em. Vô đây là đủ mắm hết. Cho em quay nhỏ xíu nha chị. Đây ha. Bà giám. Bà giáo lan hình như có cái hả chú mắm này. Dạ em đi ghi hình chia sẻ với anh em trên kênh. Cận Tết anh em nào có đi du lịch nhân đây cái ghé đây ủng hộ. Rồi ở chế biến bà giáo hương nha. Năm số 1 chợ Tịnh Biên. Con ngắm thì bây giờ mẹ em thay đi anh ơi, bánh thái bánh ruột quá. Coi đi con, có ông chỉ nha cô. Mắm bạc khía nè anh em, mình chảy đất miếng nha. Mắm cá linh nè anh em ơi. Mắm cá chốt. Cái này cá linh nè. Cá linh. Cái này cá linh đúng không? Cái này ăn sống. Cái này em làm tỏi ớt rồi nha gì luôn rồi giờ mình ăn liền. Cái này cá chốt ăn sống luôn. Giờ mình cũng ăn liền luôn. Giờ ăn cuốn bánh tráng bánh hỏi kia mình cuốn chung luôn. Còn này mắm tôm. Dạ, cái này mắm tôm. Có mắm tôm trộn đủ nên là
Đây bóng tôm trộn đủ làm sẵn nha anh em. Quá trời ngon. Cô mua 3 kg thì cô tính cho 200. Cô đen căng lên cho cô bao ngon cô đẹp. Con gói sạch sẽ cho cô. Đây anh em. Nè. Vừa trái cây thí an mè. Tiếp đi tiếng người đây anh em ạ. Có mì chứ. Chợ này đem qua đi rồi chú chính đem cây băng keo qua luôn nha. Đây anh em ơi. Bán nước hoa đầy đủ hết em ơi. Còn cửa hàng này bán nước ngọt, nước uống, thuốc lốt. Thuốc lốt 35.000 một bịch. Cơ sở nghe đi dài dài qua đây thế này mới tham quan khu vực cảnh chợ. Từ đây là ra khỏi nhà đồng chợ ha anh em á, mặt trước nhà đồng chợ. Tiếp tục là các quầy mắm ha anh em ha. Đây. Thiên đường mắm luôn nè. Chợ Tịnh Biên này rộng lắm nha anh em. Mắm 37. Quá trời mắm luôn. Dịch đây thuộc chợ mắm rồi anh em ơi. Đi đâu cũng thấy mắm. Quay chút xíu à, ta bu lại ta mua hết trơn à. Anh em nhìn thấy hai dàn hàng mắm ha. Rất là nhiều anh em ha, nhiều chủng loại. Ai mà tín đồ về mắm thì ghé chợ Tịnh Biên bên hông ha, phía tay phải ha. Ở đây đủ hết cho anh em ha. Cơ sở này là cơ sở Thu Hòa anh em ha. Thank you.
Mâm cá lóc, bạc khía, mâm cá linh. Giờ này mình thấy ở chợ Tịnh Biên này có cái điều là chưa có thấy hoa, chân hoa hết nè. Chân mắm, đây là chợ mắm mà. Anh em ở bên kia còn cái nhà lồng nữa kìa anh em. Bây giờ mình sẽ tiến qua khu bên kia ha anh em ha. Giờ rồi giữa hai bên đây có một cái khu chợ nữa nè. Ở giữa là cái công viên ha. Nhà lồng chợ, mình đi chạy qua bên cái nhà lồng chợ này đây coi có gì đặc biệt không anh em ha. Chợ bên kia chủ yếu là quần áo và mỹ phẩm ha. Mỹ phẩm rồi mắm giải dốc từng kia nè. Giờ mình sẽ đi chạy qua khu nhà lồng bên đây anh em ha. Đây có khu nhà lồng chợ khá lớn cái này nè. Giờ này ở Tịnh Biên này mình chưa thấy trưng bày bông hoa để bán anh em ha. Đây và bên đây khu có một vài hộ bán quà nữa nè. Bữa nay là 25 Tết ha, mình ra thấy ít quà quá. Ông thọ đưa anh em đi dài dài xuống dưới này ha anh em. Bên bên kia là cái nhà lồng nãy mình đi vô đầu tiên anh em ha. Đây nè. Giờ mình đi qua bên nhà lồng bên đây. Đây khu bán thấy trái cây nhiều anh em. Hoa tươi, trái cây. Chợ Tịnh Biên này khu vực này rất rộng nè, chia hai nơi ha, một nhà lồng bên kia và nhà lồng bên đây. Bên kia có cái chợ mắm giải dốc nước hoa cắt kiểu ha. Bên đây là cái cây chợ rau cải anh em ơi. Nho nè. Nho mặn An Phước này nè. Đây thuộc chợ rau cải ha, chợ thịt. Anh em mình đến đây hơi trưa ha anh em. Ở bên đây này các tiệm tạp hóa hả, trình bày mấy cái giỏ quà Tết anh em. Đây 25 Tết à. Giờ này chợ hơi vắng nha. Anh em ơi. Mình đi vòng vòng phía ngoài nhà lồng ha. Bên trong nhà lồng còn rất là nhiều cửa hàng ha anh em. Bán rau củ quả. Rau quả trái cây anh em nè, thịt cá.
chắc buổi sáng chợ chắc đông lắm anh em. Giờ này mình tới hơi trưa rồi, cho đường đi hơi xa ha. Mình chỉ dẫn anh em đi tham quan cái khung cảnh chợ được thôi, chứ giờ này trưa bà con ta đi chợ chắc về cũng hết, chỉ còn một vài người thôi. Đây bưởi được được bà con mình gắn thêm mấy cái bông lên, nhìn thấy đẹp ha, kỳ lên như cái ngày Tết anh em. Bên kia là khu đồ chơi ha, nhà chuyên bán đồ chơi cho mấy em nhỏ, thao nồi chén cộ tá lả ha. Nhà làm trái rào củ quả này rộng lắm nha, rất là lớn nha. Đây coi, rất là thoáng nha. Vậy hả? Tiếp tục đi tham quan chợ Tịnh Biên hả anh em? Đây là mấy cái kệ thịt bán. Giờ này chưa, thành ra là mấy thương tiểu thương ở đây về hết đấy. Còn vài người còn sót lại nha, bán còn đồ còn lại nè, cầm bán. Dạ con quay YouTube. Dạ. Quay phim bán ấy hả? Con quay đăng lên YouTube kênh của con á. Con quay lấy thấy người nào chị? Dạ. Rồi chợ sao bữa nay thấy vắng quá à. Đây khu bển không gì nữa, gắn không có ít triệu người ta à. Buổi sáng đông không chị? Gì hả? Mình thì mình đưa khán giả mình đi tham quan vòng vòng trong nhà lòng chợ chứ. Dạ. Đưa lại Vĩnh Long được rồi. Bộ chợ bán ế quá, mấy tiểu thương than quá anh em, vắng người. Anh em ơi, ở đây khu bán thịt cá rồi anh em ơi. Đây. Đây đường bên hông nhà chợ nhà lòng thứ hai anh em á. Khu này bán thịt rau cá chủ yếu á. Bên dưới chân mình là cũng là một cái sạp bán tôm, đồ hải sản này nè, sò huyết, thẻ, mực, bạch tuộc. Anh em ơi, đi dài tham quan tiếp tục anh em ơi.
giờ này do là chưa người mua hàng cũng vắng ha. Trái cây cái sạp khô hả nè, mình ơi 7 con kg nè anh. Ừ. Anh lấy ký anh ơi. Thằng tôm này nè. Rau cả. Tình đi này hết biết rộng thế này nhé. TLT Vlog 2019. Khu nhà lồng ở đây cũng rộng lắm nha anh em. Đi mỏi cả cái hai cái chân. Đây. Phía trước chúng ta là có những cái điểm bắn hoa kìa nè, bông thỏ nè. Một cái sạp bán đồ Tết nè. Đây anh em nè. Khu phía trước này có một chỗ bán hoa kiển anh em ơi, phục vụ ngày Tết. Chợ này gần 25 Tết mà thấy ít thấy hoa kiển quá nè. Đây, cái nhà lồng bên đây là chợ Bách Hóa ha, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Đây nè. Giờ mình đưa anh em đi vòng vòng trước cái mặt chợ anh em ha. Phía trước chợ. Nãy là mình đi vòng vòng phía sau chợ cá đó nè. Ngay giữa nhà lồng luôn anh em ơi. Phía An ha. Cô giáo An 11. 4-1 con mắm này nè. Đây. Chờ. Dạ. Ăn đi anh. Đây nè. Ăn đủ đồ. Anh em tính chợ Tịnh Biên đặc biệt là anh em thấy mắm và me ha, me rất là nhiều anh em. Me này me Thái nha, me ngọt đó nè. Đây, trước mặt chợ trưng bày hàng rất là sôm tụ ha, dài dài bên kia luôn nha anh em.
Bây giờ mình đưa anh em đi vô cái khúc phía trước ha. Bán giải dốc này nọ, mỹ phẩm này nè, quần áo, nước hoa. Đây. Dạ. Mình đến thì được các chủ cửa hàng chào và bán hàng lắm anh em. Đây. Dạ dạ. Dạ. Em quay đăng lên chia sẻ cho mấy anh em trên con xem. Anh em nào có đi chơi Tết thì ghé lại tại chợ Tân Biên mình. Dạ. Mỗi cửa hàng mà mở hàng món món thôi. Giác gì nguyên xe tải. Dạ. Đây nè, trưng bày rất là đẹp nè. Trong này thấy vắng hết nè. Gần Tết hả? Bữa nào mới đông người ta nữa. Bảy chủ nhật mới đông. Để chia sẻ thứ bảy chủ nhật mới đông khách anh em ơi. Này nhắn. Có một vài người mua hàng. Cái dầu sâm này nè, dầu cù là. Đây mình thấy một số cửa hàng, một số cái kiosk đóng cửa này. Dạ kia thấy đóng cửa nhiều. Lý do là ngày thứ ha. Nghe chị kia chia sẻ nãy là thứ bảy chủ nhật khách hàng đông hơn. Bữa nay thì vắng hơn ha. Em quên nhờ chút nghe chị. TOT Vlog 2019 chị. Sạp này thấy đẹp không? Đẹp. Như sạp nào cũng bố trí rất là đẹp chị. Đây mình đi tiếp tục vô sâu vô nhà ông chợ anh em ơi. Đây bán quần áo anh em ơi. Anh em xem ơi. Giải dốc rất là nhiều. Đây. Đây là hết ha. Đang đi ghi hình. Mấy cái kiosk đây bố trí hàng lên rất đẹp, nhìn mát con mắt ra đây.
trưng bày rất là nhiều đồ ha. Bên đây là bên hông phía bên trái của chợ Tân Biên nè anh em. Giờ mình đưa anh em đi phía bên hông này coi xem có gì không anh em. Trước cửa là mấy cái cửa hàng bán đồ tạp hóa, nón này nọ, giày dép nè anh em. Nước hoa rất là nhiều á, nước ngọt nè. Đây là cái cổng ra phía bên ngoài khu công viên của ở chợ Tân Biên rồi anh em ơi. Trong chợ rất là thoáng nha anh em. Đấy. Do là hôm nay là mình đi đến là trưa rồi. Thành ra là chợ Tân Biên hơi vắng người ha. Anh em ơi. Phía ngoài là quốc lộ anh em. Đây. Chợ rất là lớn anh em. Mình kết thúc clip đây luôn. Giờ vừa qua đó anh em, mình cũng đưa anh em đi tham quan vòng vòng chợ Tân Biên ha. Trong này, trong chợ Tân Biên này hàng hóa bài bán rất là dữ nha anh em, đồ rất là nhiều ha. Đặc biệt là chợ này có rất là nhiều mắm ha, giải dốc này nọ đủ nhiều lắm anh em ha. Trưng bày rất là hoành tráng ha. Rồi. Video đi tham quan chợ Tân Biên của mình đến đây xin phép được kết thúc anh em em. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của kênh anh em em. Anh em hãy ủng hộ kênh bằng cách là hãy đăng ký và nhấn vào hình cái chuông anh em để cập nhật những video mới nhất của kênh anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của kênh anh em.